Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cư sĩ Thiện Giác ở tỉnh Bắc Giang. Anh Thiện Giác này cũng nguyên là sĩ quan quân đội này, đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cũng đã đi tìm rất nhiều đạo pháp nhưng mà cuối cùng mới tìm được chánh pháp. Xin kính mời anh Thiện Giác. Kính thưa ông Bùi Hữu Dược, tiến sĩ Phật học, vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa ông Lê Văn Hòa, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Kính thưa ông Trang Công Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Kính thưa thầy Mật Hạnh, Viện trưởng Tu viện Chân Như. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương. Kính thưa các sư thầy, sư cô. Thưa toàn thể quý vị. Con là Thiện Giác, nhóm trưởng nhóm Phật tử Nguyên Thủy Bắc Giang. Hôm nay ngày mồng 1 tháng 1 năm 2015, Tu viện Chân Như tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm ngày trưởng lão Thích Thông Lạc nhập Niết Bàn. Con rất vinh dự được ban tổ chức cho lên phát biểu cảm tưởng về tu tập pháp môn tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của Phật Thích Ca Mâu Ni của cố trưởng lão Thích Thông Lạc. Lời đầu tiên, nhân dịp năm mới, cho con gửi đến ông vụ trưởng cùng toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Thưa ông vụ trưởng cùng toàn thể quý vị, Phật dạy rằng được thân người đã khó, gặp được chánh pháp lại càng khó hơn, hay ai được mang thân người mà lại gặp chánh pháp là người diễm phúc nhất hành tinh. Đối chiếu với lời dạy trên đây của Đức Phật, con cảm thấy bản thân mình quả là gian nan vất vả trên con đường tìm thầy học đạo. Con đã bay sang các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Miến Điện và các thiền viện nổi tiếng ở miền Nam để tham gia các kỳ bế quan dài ngày nhất từ 10 đến 20 ngày. Ngồi thiền 4 thời, mỗi thời 3 giờ, thiết tưởng chẳng còn nơi nào tinh tấn hơn nữa, nhưng kết quả con chẳng thu được gì, chỉ thấy cuộc đời đã khổ lại càng khổ hơn. Tham sân si không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn lúc trước khi chưa tu, đó là nhân quả của việc tu không đúng chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni của cố trưởng lão Thích Thông Lạc. Trong lúc đang ngụp lặn trong biển đời đau khổ do không gặp được chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni và người thầy chứng đạo, thì vào một ngày của tháng 8 năm 2013, chị dâu con là chị Hiền Muôn có tặng con quyển sách Linh Hồn Không Có của nhà xuất bản Tôn Giáo, tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Đọc qua mấy trang con mừng quá, như kẻo nghèo hèn vớ được vàng, người mù được sáng mắt, một mình con reo lên, thầy của tôi đây rồi. Thông qua quyển sách con mới biết điểm khác biệt căn bản giữa đạo Nguyên Thủy của Phật Thích Ca Mâu Ni và đạo Bà La Môn là ở chỗ một bên là không có linh hồn và một bên là có linh hồn sau khi chết. Không dừng lại ở quyển Linh Hồn Không Có, con tiếp tục say mê đọc hết 4 tập Những Lời Gốc Phật Dạy và 10 tập Đường Về Xứ Phật. Sau khi đọc xong, con mới phát hiện ra một điều quan trọng nhất đạo của đạo Phật mà các tôn giáo khác không có. Đó là mục đích tu hành của đạo Phật là làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Là không làm khổ mình, không làm khổ người, là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Qua 4 lần nhập thất, con mới ngộ ra một điều. Cái cốt từ của đạo Phật là sống độc cư, là tâm không phóng dật. Đúng như lời Phật dạy, ta thành chánh đẳng chánh giác là do tâm không phóng dật. Tất cả các pháp lành đều từ đó mà ra. Khi bước vào thực hành pháp của trưởng lão, con luôn luôn nhớ lời dạy quan trọng nhất của người. Các con phải khéo léo thiện xảo, phải tu tập giới luật đầu tiên và là điều quan trọng nhất, chiếm 99,9% thời gian. Khi giới luật được nghiêm trì rồi, thì tự nhiên định và huệ nó sẽ đến. Và Phật cũng dạy rằng, này các tỳ kheo,
các con hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy và nương vào đó mà tu tập khi ta nhập Niết Bàn, hay giới luật còn thì Phật còn, giới luật mất thì Phật mất. Riêng đặc tướng của con có thể do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp huân tập quá nặng, con thích tu tập theo nội quy của tu viện chân như ba hành ăn ngủ độc cư, ba đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Để làm chủ bệnh, trong bốn thứ làm chủ sinh, già, bệnh, chết mà Phật dạy thì con thích tu tập để làm chủ bệnh hơn, vì nó có lợi ích thiết thực nhất, giải thoát khỏi bệnh tật khổ đau và không tốn kém tiền mua thuốc. Công việc đầu tiên và công việc quan trọng nhất mà con tu tập là tập ngày ăn một bữa, không ăn uống khi thời, đêm dậy từ 3 giờ sáng để đi kinh hành, tập sống độc cư một mình trên các ma. Lúc đầu gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi, nhưng với quyết tâm sắt đá, con đã tập được thói quen ngày ăn một bữa. Con rất thâm thía lời dạy sau đây của Phật: chiến thắng một vạn binh không bằng chiến thắng bản thân mình, chiến thắng bản thân mình mới là chiến công vĩ đại nhất. Sau hơn một năm kiên trì tu tập giới luật, ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, kết quả là nhân quả nghiệp báo của con đã dần dần được chuyển đổi. Đúng như lời Phật dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Trước khi gặp pháp của trưởng lão, con nặng 70 kg, bụng to béo phệ, đi đứng khó khăn. Đặc biệt con còn mắc các chứng bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, bệnh gút, vân vân. Tháng nào cũng phải đi bệnh viện và tốn kém tiền mua thuốc. Con đã một lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải, phải thuê bác sĩ về nhà phục hồi chức năng bằng các biện pháp cơ học. Sau hơn một năm tu tập theo chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, của cố trưởng lão Thích Thông Lạc, đến hôm nay bệnh mãn tính của con đã khỏi hẳn. Trước đây con nặng 70 kg, bây giờ xuống còn 57 kg, giảm 13 kg trong vòng 16 tháng. Về bệnh cao huyết áp, trước đây con bị bệnh cao huyết áp, huyết áp lúc nào cũng cao ngất ngường, 180/110. Bác sĩ bảo đây là bệnh cao huyết áp ác tính, có thể chết bất kể lúc nào. Sau hơn một năm tu tập theo pháp môn của trưởng lão, huyết áp của con bây giờ đã trở lại bình thường, lúc nào cũng 120/80. Con đã bỏ không dùng sổ thuốc cao huyết áp nữa. Về bệnh cao huyết áp thì trạng thái tâm lý là quan trọng nhất. Dù ăn uống tốt mấy, thuốc thang tốt mấy, thể dục dưỡng sinh tốt mấy mà trạng thái tâm lý không tốt cũng vất. Về bệnh tiểu đường và bệnh gút, sau hơn một năm tu tập theo pháp môn như lý tác ý của trưởng lão, đến hôm nay bệnh tiểu đường và bệnh gút của con đã khỏi hẳn. Đường huyết lúc đói của con trước đây là từ 10, bây giờ giảm xuống còn 5. Đường huyết bình thường theo quy định từ 3,9 đến 6,4, axit uric từ 600 xuống còn 350, mức bình thường của nam từ 180 đến 420. Nguyên nhân dẫn đến hai thứ bệnh trên là do ta không tiết dục trong ăn uống và phạm giới ăn uống phi thời. Bằng trí tuệ tam minh, Phật đã xác định người tu sĩ ngày ăn một bữa là tốt nhất, ăn uống điều độ là ly dục ly ác pháp đệ nhất, để tâm hồn ta lúc nào cũng thanh thản an lạc vô sự. Còn người cư sĩ chúng ta hãy tiết độ trong ăn uống, ăn 80% sức chứa của dạ dày, để lại 20% khoảng trống gọi là vượng khí, là dương khí, thì tất cả những điều tốt đẹp đều từ đó mà ra. Lúc nào cũng giữ được tỉnh giác để thấu hiểu luật nhân quả vô thường. Khi đã thấu hiểu luật nhân quả vô thường thì tâm hồn ta lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự. Cách đây hơn 40 năm, con rất vinh dự được là người chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam. Con là thương binh hạng 4/4, trên mình còn mang đầy thương tích của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Ngày nay, con lại vinh dự được đứng trong hàng ngũ của những người Phật tử nguyên thủy chiến đấu với bản thân mình, mà chiến đấu với bản thân mình mới là chiến công vĩ đại nhất. Cuối cùng, con xin chúc ông vụ trưởng, thầy viện trưởng tu viện Chân Như, quý thầy, quý cô,
cùng toàn quý Phật tử sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, một tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự. Cư sĩ Thiện Giác phát biểu hay quá. Nếu có thời gian thì tôi muốn là cư sĩ chia sẻ nhiều những cái kinh nghiệm rất là tốt.